được khuyến mãi đi Tết đó nha. Đây, 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 một hai ba anh đứng giữa đi anh ạ à. Anh ra giữa thì anh mới thẳng được. Dạ một chút nữa anh Trương nó phát biểu gì đó. Dạ mặt xinh và đẹp. Cảm ơn anh rồi. Rồi hình như là em có điện thoại cái bảo hành toàn một khuôn mặt người người nhìn người nào cũng mình đợi tí em đến rồi em sẽ công bố tốt về đẹp trai cho chị nhé. Chứ không có như này một trăm sáu đến ngày tới. Tức là em trai mình là vốn dĩ đã đẹp rồi. Đúng rồi. Chỉ có điều là cộng sản nó làm cho làm đẹp. Là ở lúc đó là kiểu như mình hơi bị chênh choáng một lúc. Say và chết lúc về rồi chị. Về mình tốt lại em. Về mình nữa. Tốt đẹp trai xong chỉnh đốn tại thêm kiến thức rồi này nọ thông tin. Rồi lúc đấy chúng ta tính. Lúc đó là bắt đầu quắc mắt lên nhìn chúng nó rồi đúng không? Ném cho nó được cái nhìn rồi. Đấy, thật là phải xin luôn đi. Em nói chị nhé, vào tù em nói tao ngủ nửa mắt còn nhìn chúng mày con đâu phải để nhìn xem nó làm gì mình nhất là ngồi xem nàng diễn thuyết mà tao thấy đúng thức là yêu là vẫn còn nhẹ đấy nhé. Ngủ nửa mắt ăn nửa bụng ôi nó dạ đang gọi em nó bảo là mày tuyên bố đi hạ tốt nghiệp hả, mới có 3 năm lần này cho mày học thạc sĩ 7 năm đấy. Em bảo tạm đủ khai trí và tẩy não cũng đủ. Kính thưa quý ông bà cô chú bác, các anh chị em đã có mặt hôm nay để mà mừng bữa tiệc đón anh Đoàn Huy Chương trở về. Dù cái cuộc đón của anh Chương phải nói là vất vả, vô cùng vất vả, nhưng mà phải nói là anh Chương xuất hiện ở đây đó là một cái động lực tinh thần cho Minh Hạnh cũng như các anh em. Và các anh em có mặt ở đây, Minh Hạnh xin gửi lời chân thành cảm ơn. Và đây là ổ bánh mà các anh chị em đã tặng cho anh để đón chào anh cùng với những bó hoa rất là xinh tươi và đầy ý nghĩa, chẳng hạn như là đây là hoa gì mà hoa bắp cải gì hoa hồng sa mạc là tức là một đóa hoa mà ở giữa sa mạc vẫn có thể nở đóa hồng. Thì điều đó họ muốn gửi gắm được rằng là anh đã chiến đấu suốt 7 năm tù mà anh đã sống tới ngày hôm nay, và anh vẫn là một người mà mọi người luôn tôn trọng bởi vì cái tình yêu nước của anh và sục sôi tình yêu nước của anh đối với công nhân và cả những người nông dân nữa.
và đây là xin mời anh thổi nến để mà trong cái ngày mà đón chào anh trở về bằng tất cả tấm lòng của mọi người đã dành cho anh. 7 năm tù. Đây là 7 cây nến. Thông qua việc này thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, tất cả những anh em, những bà con trong nước cũng như những anh em, những bà con ở hải ngoại đã động viên giúp đỡ trong thời gian qua. Tôi chân thành cảm ơn họ một lần nữa. Mừng bà Trương đủ 7 tuổi. Tuổi tuổi rồi. Bây giờ ai có tài năng để mà Trương tuổi trong trường đường bài cùng cho chúng ta đi. Mình hát tốt nghiệp yêu thì đây là tối ưu. Bây giờ mình hát bài cao nam Việt Nam đi. Bài cao tối ưu. Dạ. Mình hát bài Việt Nam nhá. Bài ba. Núi tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không gọi sương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam vui xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam xây dựng tương lai, lửa thiêu soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là thế giới. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. À những người thân dân chẳng có bao giờ tàn, thương dài một ngàn chỉ một trận cười vang vang. Lễ sau vài chân lông xì một thời xa xăm. Đôi nước ta được sao theo nhịp xích kêu lòng xoan. Ta vừa xích kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi. Nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hơi xôi. Đôi tiếng ta chẳng tới tung xịn vào mặt nhân gian. Tự hào của chị đó là niềm tự hào của tất cả đất nước chúng ta.
trong cái cuộc đấu tranh mà chúng ta sẽ còn phải tiếp tục nhé, vững vàng lên em nhé. Tất cả mọi người lúc nào bây giờ chị mới cảm nhận được cái tình đồng đội. Ngày xưa chị còn nói viết một lá thư ra, chị nói như thế này này: những năm tháng đếm tiền mỏi tay đấy, hưởng thụ mỏi gối thì chưa bao giờ có được cái cảm giác mà hạnh phúc tuyệt vời của cái người mà đi vào cuộc đấu tranh. Mặc dù chúng ta bị đày đọa, chúng ta bị hành hạ, chúng ta bị khủng bố, nhưng mà cái mà nó cho chúng ta nó mạnh hơn cái đó rất nhiều, đấy là tình đồng đội, đồng chí. Còn ngày đón Hùng nữa ha, chúng ta sẽ còn đón, chúng ta sẽ lần lượt đón nhá, từng người chúng ta sẽ trở về đó, và chúng ta cũng sẽ có thể sẽ có những chuyến đi tiếp theo. Nhưng chúng ta hãy chuẩn bị hành, và chị tin rằng hành trang đợt này của những người như chị em mình ấy, thì hành trang rất vững vàng và đầy đủ. Chỉ cần một tiếng cảnh vang lên, tất cả đã sẵn sàng và chúng ta lại tiếp tục. Nhưng mà trong những năm gần đây, em có lẽ là người tù mà đi ra tù mà mọi người hồi hộp nhất và lo lắng cho em nhiều nhất. Bản thân chị cũng thế, chị bị an ninh vây quanh nhà, nhưng mà luôn dõi theo cái từng bước, từng ngày, từng giờ phút của em, không nhìn thấy em, mọi người rất lo lắng, mà nhìn người ta lo lắng cho em phải nhìn thấy bây giờ những cái bước chân của chúng ta đi, hàng ngàn hàng triệu người người ta theo dõi, mình không cô đơn, và chúng ta không cô đơn. Mừng lắm rồi. Yeah. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Các em bị bắt, chẳng có được những hình ảnh của những trận đi đời người. Nhưng sau khi các em bị bắt rồi thì sau này em về em sẽ xem lại những clip. Bất cứ một người nào khi mà sướng tên lên đang nằm trong đồn công an thì cái đồn công an đó chuẩn bị rút dây điện thoại ra để khỏi không bị khủng bố điện thoại từ trên toàn thế giới, và chuẩn bị tinh thần nhé để tất cả những đoàn quân kéo đến. Đấy là tất cả những nhân dân của chúng ta thôi. Chúng ta đòi nhiều thứ lắm em ạ, đó chứ chúng ta bây giờ không làm đơn để xin bất cứ một cái gì nữa cả, mà chúng ta chỉ có thể đòi những thứ mà chúng ta nghiễm nhiên được phép. Đó. Vào lên, vui lên. À, có những cái nỗi buồn, có những cái mà nó khắc trong mỗi chúng ta từ thể xác đến tâm hồn mà không dễ gì xóa được. Đó. Nhưng mà chị nói là chúng ta chỉ có quyền dùng nhớ đến những cái thứ đó khi một ngày nào chị em mình được ngồi riêng với nhau để kể về những câu chuyện trong tù, có những đêm về đó. Chứ còn mình chắc chắn đều là cuộc sống sắp tới chị em mình ấy, nhờ cái đó là điểm tựa, mình sẽ bước lên tất cả mọi cái khác một cách là nhẹ nhàng. Chúc mừng em chắc chắn chưa? Con mọi người chào. Em khóc suốt vậy. Khóc suốt vậy con. Thế này đang Hùng về là chắc chị phải thuê hả? Thuê xe cứu thương mày quan. Khóc thì nó nhúng cười nó thế này. Xin mời mọi người dùng bữa để chung vui cùng với anh em. Bật quạt lên rồi, cái quạt bật ở đâu nhỉ? Cái quạt này ngoài này bật ở đâu lên? Mời mọi người dùng một cái quạt lên. Chúc mừng. Rồi bây giờ mà anh em mình nhập tiền nè. Chắc chú rồi nhờ chứ. Các bánh nè, các bánh canh chương. Cái dao đâu rồi, cái dao nãy mới để đâu. Cái dao nó bị tích rồi. Nhờ cắt cái bánh. Bánh gì anh chương? Có dao đâu rồi, đơn chương các bánh. Hôm nay cái dao nhựa đâu sao? Đây này, cái kìa anh Trương cắt bánh đó. Chậm thôi. Chậm quá không kịp. Rồi.
và anh có thể cắt như một đầu bếp. Anh đói bụng rồi đó, quay rồi. Anh đói bụng rồi. Bây giờ mời mọi người cả nhà. Anh Trương. Không, anh Trương bỏ bia.